Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì do rất là nhiều các cái nhu cầu của các bác hiện nay đang muốn dùng cho mình những cái dòng đẩy công suất lớn, và đặc biệt là anh em muốn một chiếc đẩy gọn nhẹ và có thể chơi được hai cặp loa. Thì ở đây thì em đang có một con đẩy đến từ thương hiệu NA, có mã là DB2800 các bác nhé. Và cái mẫu này thì nó là hàng chính hãng, và hiện tại thì chúng em đang có cái mức giá rất là rẻ đấy. Còn này anh em muốn sở hữu thì chỉ việc bỏ ra là 4.800.000 là các bác có thể sở hữu ngay được một chiếc đẩy công suất lớn 800W một kênh, hàng chính hãng nhé. Và đây thì em đang giới thiệu chi tiết về cái mẫu này. Anh em thấy rằng là với công suất lớn ấy, thì nó sẽ được trang bị là hai cái lỗ thông gió này đấy, để nó có thể là lấy được cái không khí mát từ bên ngoài vào trong để làm mát cho hệ thống bên trong nhé. Đó, và trước mặt thì chúng ta sẽ có hai cái channel A và B, và hai cái này chính là hai cái nút volume này. Đó, nó thấy không? Đó. Và đây thì em đang chạy trực tiếp để các bác xíu nữa để test cho anh em, để các bác có thể nghe được qua cái chất âm của cái dòng này. Đấy. Và cái đèn báo của nó rất là đầy đủ cho anh em này. Nó báo từ cái đèn Xtip này, rồi đèn sync, rồi cho đến đèn clip, đèn pro. Đấy, rất là nhiều các cái mẫu đèn tín hiệu ở đây để các bác có thể dễ dàng kiểm soát cái mức âm lượng cũng như là mức công suất để làm sao để chúng ta sử dụng nó hợp lý, hài hòa đấy, và không bị quá công suất các bác nhé. Đó, rồi phía sau đây em sẽ quay phía sau cho anh em đây. Đây em đang test trực tiếp nhá, em đang test trực tiếp là từ chiếc tivi xuống này đấy, không qua vang, không qua bất kỳ một cái thiết bị gì khác đấy, chỉ qua từ tivi xuống thôi, và em cắm trực tiếp vào đây. Và bên dưới đây chúng ta sẽ có được hai đường nút trích loa này, hai đường ninh này, và một hai đường input, và chúng ta có thêm hai cái đường cắm cọc loa này nữa cơ đấy. Và con này thì nó có đầy đủ chế độ đánh như là parallel, shifter và loa, và có thể chỉnh độ nhạy luôn nhé. Đấy, hàng mới chính hãng rất là đẹp. Còn anh em nào mà muốn xem nội thất thì có thể inbox Zalo cho bên em. Đấy, inbox Zalo bên em để bên em có thể gửi hình ảnh nội thất của cái chiếc đẩy này cho anh em xem nhé. Đấy, và con này nguồn của nó là nguồn xuyến đồng mạch con nắp hát đấy, tiếng rất là sạch và hay, tiếng rất sạch và hay luôn ạ. À, thiết kế size thì nó khá là dài, đâu đó loanh quanh tầm 40cm chiều sâu đấy, bởi vì là muốn máy bền thì bên trong công nghệ nó trang bị rất là đầy đủ đấy, các cái linh kiện để sử dụng cho nó bền, và đặc biệt là con này nó có chống nhiễu rất là tốt đấy, chống nhiễu chống sôi rất tốt nhá. Đấy, và đây em sẽ test này, em sẽ vặn nhỏ hết nhá, và quay lên loa đây để cho anh em nghe này. Đấy, không hề có cái tiếng sôi hay tiếng ù xì từ đẩy phát ra loa luôn. Đấy, con này có công nghệ chống nhiễu cực kỳ là tốt. Đấy, có chống nhiễu luôn. Đó, bình thường những cái dòng đẩy mà nó không có chống nhiễu ấy, thì khi mà các bác bật lên này, kể cả là không vặn gì, không vặn volume lên thì tiếng nó đã sôi rồi. Đấy, ít nhiều đã có tiếng sôi rồi, nhưng con này thì tuyệt đối là không có. Đấy, chống nhiễu rất là tốt nhá. Đó, và bây giờ em test cho anh em nghe một đoạn nhạc nhá. Rằng là hiện nay thì những cái dòng này nghe cái tiếng của nó nghe cực kỳ là hay đúng không ạ? Đây là em đang test trực tiếp từ tivi xuống ấy, mà cái cảm giác cái chất âm tiếng nó rất là chắc tiếng và hay. Đấy, và hiện tại mà các bác đang sử dụng hai cục hai chiếc loa. Đấy, sau này muốn nâng cấp lên là 4 chiếc thì chúng ta có thể sử dụng con này. Để công suất là 800W một kênh ở 8 ohm nhé, 800W một kênh ở 8 ohm. Tiếng rất là hay. Còn nếu mà anh em đánh hai cặp loa thì nó công suất nó sẽ lên là 1200W một kênh ở 4 ohm. Đó. Thì như vậy thì chúng ta có thể thoải mái sử dụng cho hai cặp loa với một con đẩy này, và đặc biệt là giá rất là rẻ, chỉ có 4.800.000 bao ship cho anh em nhé, 4.800 bao ship công suất 800W. Đấy, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp đến Tuyên Vũ chúng em để được sở hữu những cái dòng đẩy NA chính hãng. Và xin chào các bác.